Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chúng mình mời quý vị lắng nghe lên niệm thần chú để tăng hội câu số 257 Bổ Đừng Na Yết Ra Hà. Yết Ra Hà như chúng ta đã biết nghĩa là tập họ. Bổ Đơn Na nghĩa là quý thú hình. Quý thú hình, thú tức là giữ gìn đó. Quý thú hình. Tại sao loại này nó bị nghiệp là thú hình? Tức là lời quý này thường có tâm rất bổn xẻn, không muốn cho ai bất cứ cái gì. Thậm chí cái điều mà xấu xa hôi hám nó cũng không muốn cho. Nói chung là cái gì của nó ấy, thú hình, nó luôn luôn chấp trước những gì của nó. Thành loài quý này cũng có tu, cũng phát huy được sức mạnh của thiền định, nhưng do cái tâm chấp trước nặng nhọc đó mà đầu thai trở thành quý thú hình. Loài quý thú hình này có một đặc điểm rất dễ biết, đó là khi nó ở đâu thì ở đó có cái mùi hôi thối không ai chịu nổi. Người ta có thể dùng một chữ khác, Bổ Đơn Na tức là quý thối. Quý thối chứ không phải là thối như quý. Quý thối là cái loài này nó thối, cái thân nó hôi hắc, nó ở chỗ nào là tỏ ra cái mùi hôi hám không ai chịu nổi. Trong cuộc sống tu tập thì nếu chúng ta nhẫn chịu một chút những nghịch cảnh và khởi tâm tùy thuận các pháp thì chúng ta có thể vượt qua được chướng ngại khổ đau. Như lần trước thầy đã từng thưa với đại chúng, sức thiền định siêu việt như bước đầu lâm phất ở trên núi cũng khó chịu bởi những con chim nó kêu, nó làm tổ trên đầu. Và coi xuống ở dưới nước ngồi thiền, cứ nghĩ rằng đừng để cho những con chim đó nó phiền hà. Nhưng ông ta cũng rất là mệt, rất khó chịu bởi những con cá nó ríu. Thế giới này vốn là một sự tương quan, không bao giờ độc lập một chuyện được, cho nên gọi là duyên sinh. Thì tâm chúng ta nhẹ nhàng, tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Chúng ta cố gắng tu tập làm sao để mình có được năng lực tùy thuận đó. Chứ còn đi sắp xếp cái hoàn cảnh cho mình vừa ý thì chắc chắn không bao giờ. Ngay cả nhà cửa mình ở, quần áo mình yêu thích, nhưng rồi mình cũng chán, thậm chí mình còn ghét. Có những kiến vật mà chúng ta đã từng giữ gìn trong quý, nhưng lúc đó chúng ta thấy nó cũng chán, cũng bực bội khi nhìn thấy nó. Tâm chúng ta nó rơi ở trong những trạng thái chấp trước, cho nên mới sinh ra những cảm giác đó. Thế thì ở đây chúng ta muốn chấm dứt nó bằng cách là nhẫn chịu và quán chiếu. Quán chiếu tự tánh như hiển các pháp thì chúng ta thoát ra được. Còn nếu không, tâm chúng ta nó đi vào trạng thái chấp trước, lúc nào cũng giữ gìn bản thân mình, của mình, cái gì cũng của mình. Thậm chí thì là cái thầy nhớ hồi nhỏ đọc ở trong sử sách Trung Hoa có nhiều trường phái đó. Nhiều trường phái ở Trung Hoa thì nó là rất nhiều trường phái. Ấn Độ thì cũng nhiều, còn nhiều hơn Trung Hoa nữa. Ấn Độ tới 96 tôn giáo mà cái gì cũng thần thánh hết. Còn Trung Hoa thì lý lẽ chẳng hạn như là ông ta nói rằng nếu như mà nhổ một sợi lông ở trên người của tôi, mà có thể đem sợi lông đó làm lợi lạc cho khắp thiên hạ thì tôi cũng không có nhổ. Cái anh nói là suốt đời anh đi. Tại sao bây giờ anh không cho ai gì hết mà anh lại muốn thâu tóm của thiên hạ? Thật ra anh này có tên là anh đạo chích, tên là đạo chích. Thành ai mà bị mất cấp á, mất trộm á thì nó đạo chích viết nhà là nói tên ông á, không thể làm cái quan điểm ông như vậy đó. Rồi còn người ta hỏi lão tử
là bây giờ muốn xây dựng một cái quốc gia làm sao mà đỡ không có chiến tranh. Thì ông nói rằng hãy xây dựng một cái quốc gia mà con gà nó gáy đậu đây thì cuối quốc gia nghe được tiếng gáy của nó. Thế ông nói rằng là không có ai có bất cứ một sở hữu gì to hơn hơn đó thì sẽ không có cái chuyện tranh đoạt. Còn khi người ta đã có sở hữu một số cái quyền lực nào đó, tài chính, vũ khí thì thế nào người ta cũng xâm lăng nước khác. Muốn hòa bình phải như vậy, tức là gần như không còn biên giới nữa. Cái biên giới chỉ là ngang bằng với cái tiếng của gà gáy thôi. Gáy vậy thì nó xa tới đâu thì trên giới đó là hết, qua nước khác rồi. Có nhiều trường phái lạ kỳ lắm. Sự chấp trước gì mà nhổ cộng long mà làm lợi ích thiên hạ mà không biết lỗi này có chết rồi có bị rơi vô trong chỗ là quy đối hay xin là quy thối hay không. Rồi những loài này á, loài này thì thưa quý vị là chúng ta học trong Thủ Lăng Nghiêm chúng ta biết những loài này cũng có y Phật, cũng hộ trì Phật pháp, cho nên khi đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì những loài này cũng văn tập hoặc là chí ít thì cũng sao cũng hộ trì người hành trì Phật chú, cho nên ai có khởi tâm hãm hại thì chắc chắn bị loài này cản trở với để chi hộ trì Phật pháp. Câu số 258, Ca Tra Bổ Đường Na Yết Ra Hà. Ca Tra Bổ Đường Na này á là quý giữ vía, giữ hồn, giữ vía đấy. Ba hồn mấy vía đấy. Lời quý này thì nó cũng thuộc về cái giống loài của quý thối, nhưng mà cái quý thối này cái con quý mà bổ đơn na biết ra hàng bổ đơn na thì cái mùi hương của nó cái nhân thân nó tỏa ra cái mùi thối. Còn ca da bổ đơn na này chỉ thêm chữ ca da thôi thì chúng ta biết rằng cái loài này là cực kỳ là hôi thối. Ví dụ vua trong cái loài mà quý thối này, những loài này thường ở trong nhà xí, đời sống thường sống ở trong nhà xí, những nhà xí công cộng càng dơ bẩn chừng nào thì loài này càng thích thú, bởi vì thức ăn của nó là ăn những chất hôi thối. Đức Phật dạy chúng ta đi vào trong nhà xí đàn chí tam biếm, tức là gõ cửa ba cái, gõ cốc. Để cho những cái loài này biết đâu nó đi ngang qua rồi nó có muốn ăn cái mùi trong đó thì nó có cái chỗ nó nghe tiếng động, nó lắng mình. Tại vì ngày xưa ở trong những cái tu viện lớn mà nhất là không phải cái cách vệ sinh như bây giờ thì những cái hầm phân lớn đó người ta đi được cho hay là sao đó thì nó có những cái mùi hôi, thành ra là có những cái loài quý này nó thường ở đó để nó ăn. À, con người thì không có đàn chí, tức là không có tiếng động, thành ra nhiều khi mình đi trên đầu của nó đối xong. Thành ra trong luật Đức Phật dạy các chú tiểu sa di là đàn chí tam biến, gõ ba cái. Con quý này thì nó mấy cái đầu không biết, nhưng mà hồi xưa trước cỡ các vị nghe là ở chùa Tập Tháp còn nhỏ hành điệu thầy có cái chuyện vui. Cái ông này ông nghe nói là ở ngoài nhà vệ sinh có mấy con quý hay ở, cho nên ông đi ra nhà vệ sinh ông thấy con quỷ hai đầu là ông bỏ chạy vô trong chùa hút mạng. Nghĩ cũng lạ là lúc đó sau ông không nghe ông nói là muốn đi vệ sinh nữa, tức là sợ quá là hết đi vệ sinh được luôn. Nhưng mà thật ra là đâu phải con quỷ hai đầu mà hai chú tiếu ngồi vô trong đó. Tại vì trước đó hai chú tiếu đi vệ sinh mà sợ quá không dám đi, chủ hai tên ngồi giữa lưng vô. ngồi yên đó, nhỏ mà ngồi trong đó. Còn ông này ra mà là sợ thông nhắm đóng cửa, trời tối có đèn có đốt hết cả, hai ông là bò ngồi vậy. Anh này muốn lo bò ra nhìn tới ông bị hai đầu. Anh này lớn mà chạy vô làm ông sợ hết, chạy ra đi ra thôi, giác đèn ra ngút rồi kéo ra thấy hai anh nhỏ. Hợp biết luôn.
ví dụ như là đại uy thối đó, thường thường đời sống ở trong nhà xí có những loài thì cũng hộ pháp. Trước đây các vị nghe câu chuyện của một vị hòa thượng thiền chú an cư kiết hạ mà bị vị thị giá làm rơi bỡ bình bát. Khi dọn cái bình bát mới lên thì hòa thượng không có dùng cơm. Tới mấy ngày sau không thấy hòa thượng dùng cơm thì quý ngài có hối thầy hòa thượng truy sự có hối tại sao ngài không dùng cơm. Ngài mới nói tôi làm thiền chú, cái bình bát của tôi hai đêm đỡ đau mắt đi, dọn cơm không phải bình bát của tôi, ăn như vậy phi pháp. Thành ra ngài cũng ngồi yên, ngài cũng không nói gì. Thứ ba ngày sau ngài ở đối ba ngày thì lúc đó là tới ngày thứ ba đấy thì ông thầm hộ pháp ở sau chùa, ông mới nói, ông nói rằng là cái vị thị giá của ngài ấy, làm rơi bỡ cái bình bát, đem môi giấu ở dưới gốc cây sau chùa lắp rác lên. Thì ngày mới hồi giờ thì ông ở một đó ăn cái gì mà sống được đó, nó nói là ăn những cái đồ ăn dư thừa của tên chúng mà bỏ bỏ trong cái ăn xin nước á, đồ dư. Thì mỗi ngày tại sao như vậy, mỗi ngày tu tập nhưng mà ngày mắc cái tội là đồ ăn tên chúng mà cứ vứt bỏ bừa bãi, thành ra nó bị đọa một kiếp này. Thì sáng ngày mới sai quý thầy ra, sau đó ra góc cây đó mua được thứ đúng không, thì quả nhiên ra nó cào rác là thái bình rác của ngài trong một ăn cư đó. Thì chúng qua chuyện đó rất là tinh tấn, nghe như vậy sinh tâm kính trọng và tu tập rất tinh tấn cái một ăn cư đó. Và từ đó về sau ngài mới dạy là những đồ ăn của thanh chúng mà đồ dư đồ thừa, nhất là đồ trang bát ấy, thì đỡ vào trong một cái thau nước rồi đem đỡ chỗ gốc cây. Thì nghe đâu là ngài thiền chú có nói đây, ông Phật pháp này ông có cảm ơn, ông ăn được cái đồ của thiền chú thứ cho. Bây giờ thì thưa quý vị, lúc chúng ta đọc nghe những câu chuyện như vậy, chúng ta thấy nó có chân lý gì không, có rất là chân lý gì không? Rồi sớm chú và mình có hỏi với thầy, nó có một vài vị nói rằng là chúng ta không có nên tin cái lời Phật của tổ nói ví dụ vậy ha. Thì như thầy Quán Định, Quán Định nói là không có, chúng ta tin lời Phật thôi chứ chúng ta đừng tin lời tổ nói. Thì thực ra câu đó thầy Quán Định cũng có nói, thầy có nghe, nhưng mà ý thầy Quán Định không phải nói như vậy đâu. Cái thầy Quán Định ông bị một cái nhược điểm là ông nói người ta không hiểu đúng cái câu của ông, do thầy diễn đạt không có hết ý. Thực ra thầy nói rằng là khi mình tu tập có kinh ấy thì mình dựa vô kinh, còn tố thì tố cũng dựa vào kinh để mà dạy lại. Thì tại sao mình lại không tiếp xúc cái kinh hả? Cái vấn đề là ở chỗ đó chứ không phải. Nhưng mà thầy không khéo, thầy nói rằng là không nên tin cái lời của tố nói, chúng ta tin lời Phật thôi. Cách nói như vậy nó nguy hiểm là sao? Nhưng mà thì lời của tố nói không lý nào mình không tin lời của tố, vì tố đó là không bằng Phật. Nếu tố không bằng Phật mình không tin thì cha mẹ mình có bằng Phật không? Cha mẹ mình có bằng tố hay không? Nếu cha mẹ mình không bằng tố mà mình đã không tin tố thì tất nhiên mình cũng không tin cha mẹ của mình. Mà không tin cha mẹ của mình thì lúc bây giờ mình sống với ai đấy? Cha mẹ mình nói mình không tin thì tin ai? Cho nên bây giờ nói như cái cha mẹ mình cũng không tin, như cái tố mình cũng không tin, và Phật nói rằng cũng đừng có tin lời ta nói, đó là lời Phật nói, mà gì mà tin vào chân lý. Chân lý đó là gì? Là chân lý đem đến hạnh phúc, đem đến an vui, đem đến giải thoát cho bản thân mình, cho mọi người, lợi ích trong hiện tại và tương lai. Thì hãy tin vào điều đó và làm theo điều đó, rõ phải không? Đó là lời Phật nói như vậy. Thì chúng ta học và chúng ta học khác ra là chúng ta tin chân lý, nắm chưa hả? Chúng ta tin chân lý, cái khả năng của mình là khả năng phải hiểu được chân lý, và ông thầy giảng dạy là ông thầy phải nói được chân lý đó, đem cái chân lý đó được phơi bày rộng ra, rõ ra, và để cho mọi người nhìn ra được.
Khi mà ông thầy mà không có nêu ra được cái chân lý, không có làm sáng tỏ ra chân lý thì ông thầy đã hỏng rồi. Hiểu không? Đấy, dạ vâng. Dạ. Dạ, chị hiểu là có người không hiểu. Thầy có người hiểu, người không hiểu. Cho nên cái vấn đề giảng dạy nó khổ vậy đó. Là có người nói thì hiểu, nhưng mà thầy có định, thầy rất là kính trọng, bởi vì thầy có định có một cái lời rất là chân thật. Chứ tán thầy định rất là chân thật. Cái điểm chân thật là cái điểm hơn người. Cho nên ban đầu một hai người nó nói thầy nó không, thầy có định dạy rất tốt. Cứ đứng im nghe từ từ. Tại vì thầy là chân thật. Thầy dạy trong cái biết của thầy, trong khả năng của thầy. Có sao thầy trình bày như vậy, nó không phải là lời lẽ chua ngoa. Đó là điều đáng quý. Đó, cho nên khi mình học pháp mình lấy gì, mình lấy quý châu chứ đừng lấy quý bụng, hiểu không? Đó. Và vấn đề thầy muốn nói là gì, là chúng ta tìm được chân lý. Ví dụ như bây giờ chúng ta học đây, chúng ta thấy mình không có muốn cái loài quý giữ vía này nó làm hại mình, mà mình biết rồi là nó ở trong nó thường ở trong nhà sĩ. Nhà sĩ mình vậy thì việc đầu tiên mình rút cái chân lý là gì, tức là mình phải làm nhà sĩ mình cho sạch sẽ, đừng rửa cho cái nhà trong đó nó dơ bóng bay mùi. Đó. Rồi thứ hai là như luật Phật nói thì chúng ta trước khi vào gõ bà tiên, đó là chân lý, mình lấy đó mình hành trì. Và chắc chắn là mình không phạm những cái lỗi khác, bởi vì mình biết rằng là chúng sanh vô lượng, tùy theo nghiệp mà thọ sinh một cái quả báo khác nhau, một cái quốc độ khác nhau. Cho nên làm sao mà chúng ta biết họ là ai như thế nào? Thành ra chúng ta cứ hành trì giáo pháp thì tự nhiên chúng ta có được phước. Rồi mời các vị lắng nghe câu tiếp theo, câu 259. Tất kiền độ yết ra hà. Tất kiền độ yết ra hà. Tất kiền độ được gọi là gì hả? Là quý đồng tứ. Quý này nó nhỏ, nó như đứa nhỏ, mặt mày nó xinh đẹp, ai mà chơi nó xấu nó rất là ghét. À, cứ ai nói đó, nói là chẳng hạn như tất kiền độ, người rất là xấu xí, rất xấu xí thì nó hiện hình. Thực ra nó rất đẹp, nó rất đẹp. Nhưng mà cái loài này á, thì sao nó nhỏ, nó mặt mày rất đẹp, nhưng mà nó cực kỳ ác. Nó chuyên luyện những cái loài cố độc, như là những con dơi độc, những con chim độc, những con sâu độc. Nó lùa những cái loài đó đi hại người khác. Cái phước nó làm sao mà mặt mày nó xinh đẹp? Chắc có lẽ nó có nhờ phước tán thán Phật, cúng Phật rồi đó. Nhưng mà cái tâm của nó là cái tâm tà kiến, tà bậy, thành ra nó vẫn làm điều xấu xa. Nhưng cho nên chúng ta đừng cho rằng là quý là nó xấu hết nha. Nó xấu như quý là không có đâu. Quý là nó nhỏ, trẻ, nó đồng tứ mà, rất xinh đẹp. Cái loài quý này á, nó là gọi là chú trùng hay là cố độc mê. Chú trùng hay là cố độc mê. Chú trùng tức là chú của các cái loài côn trùng độc á, cắn là chết người. Nó còn một cái tên khác nữa là hương kỳ. Hương kỳ. Cái hương kỳ này á, thì nó ăn cái gì vậy? Nếu như mà cái mùi béo á, mùi béo, béo nó có mùi. Và nếu như nó ngửi được cái mùi béo thì cái loài này nó đến rất nhanh. Chúng ta thấy ông Kim Dung, ông hình, ông hư cấu cái tác phẩm này lên thành cái anh nhỏ gì trong cái phim gì hết. Tiểu Lý Phi Đao còn có cái anh nhỏ gì chút xíu mà anh luyện cố độc á. Cái này có coi phim đó học đó không ạ? Cái đọc không? À, cái anh có một anh nhỏ đồng tử mà anh là luyện cố độc như đàn dơi vậy đó. Chỉ cần mà đàn dơi bay tới thì những cao nhân nào cũng bị chết hết. Thật ra là cái loài đó là loài quý cố độc, xin lỗi là quý đồng tử. Thường hay gây ra các cái bệnh da vàng, các bệnh tay á. Nhưng khi người hành chú Lăng Nghiêm, hành trì mật chú Lăng Nghiêm thì loài này trở thành hộ pháp. Và tất cả những cái gì cố độc do côn trùng đem lại thì đồng tử tất kiện độ sẽ dùng năng lực của mình để chấm dứt những cái điều xấu đó, những cái tai hại đó.
như cho chúng ta ở rừng ở núi gặp những con côn trùng những cái này kia độc hại á, mà chúng ta hành trì một chú liên nghiêm thì đồng tứ tất kiền độ này á sẽ hỗ trợ chúng ta và chúng ta không mắc phải những cái tai ương nặng đó. Câu số 260, Abhatakmara Yudraha. Yudraha là chúng ta biết rồi, Yudraha là quyến thuộc. Abhatakmara tức là quý đầu dê. Quý đầu dê giống như hay là quý đầu trồn, cái hình dáng đó mình mô tả thôi. Những cái lồi chẳng hạn như là nó hại người ta, nó chạy lên trên đỉnh núi, nó sợ người ta phát hiện, chạy lên trên đỉnh núi nó nhô cái đầu lên. Thì có khi người ta nhìn thấy cái ánh trăng chiếu và các con quý hồ ly đầu dơ lên này, nó hất đầu lên thì nó nghiêng cái ánh trăng ấy, thì chúng ta thấy cái ánh trăng nó hiện ra rõ nhất. Đó. Cái lồi này nó cũng thân, nó cũng to lớn, thường nó nhô cái đầu lên trên đỉnh núi và nó che được cái ánh sáng mặt trăng mà. Thành chúng ta nhìn cái trăng hình như nó bị khuyết và nó có cái hình đầu con dơ. Nên là thỉnh thoảng để ý không ít khi gặp cái loài này. Loài này hồi nhỏ thầy cũng có gặp mấy lần. Loài này gọi là quý đầu dê. Hình dáng của con quý này thì da có nó màu xanh. Da nó màu xanh. Nó thường làm hại rất nhiều người, làm nhiễu loạn làm người, nhiễu loạn tâm người. Và nếu như hành trì mật chú lên nghiêm thì loài quý này đi theo bảo hộ cho chúng ta. Tại vì sao? Bây giờ nó phát người như vậy mà người không biết hành trì thì nó còn làm hại. Nhưng nơi nào có hành trì mật chú lên nghiêm thì loài này trở thành hộ pháp. Các vị theo dõi kịp không? Rồi hình như giờ học được vụ đây có vẻ thích thú rồi, có vẻ nó tinh tấn quá. Lạ quá. Nghe gì ma quý thì những người đu nghe ngén hết rồi. Rồi chúng ta tiếp theo ha. 261, Ô Đàn Ma Đà Yết Tra. Ô Đàn Ma Đà Yết Tra được gọi là quý nhiệt. Quý nhiệt những người nào mà chẳng hạn như là ở trong cái trường hợp mà chết trong bối cảnh mà ngạt thở đó, mà gặp mà chết trong ngạt thở mà trong môi trường lạnh đấy, thì môi trường đó rất dễ bị rơi vào trong cái loài quỷ này. Tại vì sao? Bởi vì khi mà ngạt thở thì cái tâm nó tìm kiếm hơi thở, tìm kiếm hơi thở, và ở trong môi trường nhiệt độ nó thấp xuống thì bắt đầu là đúng là gió xảo phong. Gió xảo phong là một cái năng lực ở trong tự trong tự tánh ấy, nó sẽ tự đẩy ra một cái lượng nhiệt rất là nóng để cho nó kháng cự lại cái lạnh quá sức bên ngoài. Thành ra cơ ở ngoài mà càng lạnh thì cơ thể mình lại càng nóng, cho nên nó làm mình khát nước nhiều và nó tỏa nhiệt nhiều. Đó là cái bản năng tự nhiên của sự tồn tại. Đấy. Thì cái gió xảo phong nó sẽ hình thành lên một cái loại khí nóng. Cái gió xảo phong này nếu như ở trong địa ngục á, mà chúng sanh bị yêu quý nó hành hình chết, vừa chết thì gió xảo phong nó thổi mát qua một cái sống lại. Đó là cái năng lực rất kỳ lạ của gió xảo phong. Giờ hỏi tại sao nó như vậy? Thì điều này ở trong kinh Phật nói, còn khoa học thì không thể nào thấu hiểu hết cái kỳ diệu của gió xảo phong này. Thì khi mà nó đẩy ra cái như vậy thì lúc bây giờ là cái người này toàn là nóng mà đi tìm khí, khí ngạt thở đó, tìm khí mà tâm thức chết ngay đó thì niệm tái sanh ấy, tái sanh thì nó vừa chết thì thân mạng tứ đại nó dừng lại, nhưng mà tâm thức đó nó vẫn đi theo cái hướng là không chịu nổi cái sức nóng kia và để tìm kiếm không khí. Do đó cho nên nó thường tạo ra gió, tâm nó đi vào trong cái gì mà có gió. Và khi mà có gió thì thường thường nó nương vào cái thế lực mạnh của gió để nó tạo ra những cái tai họa khác. Thật ra
trong đây có những cái vị tu tập chức trách hay là phước báo lớn thì làm thần, cho nên thần gió có những vị này chứ không phải không có. Ở trong khoa học thì dĩ nhiên người ta không tin điều này, người ta cho rằng đó là cái hiện tượng của trời đất, của nhiệt độ khí hậu, nhưng cơ thể chúng ta cũng là một hiện tượng của vật chất thôi, chứ có gì khác hơn đâu, là một hiện tượng của vật chất. Và tâm thức chúng ta phù hợp với cái vật chất này thì thọ lấy thân tứ đại này, còn tâm thức của những loài khác nó kỳ diệu hơn, nó lạ kỳ hơn, ở trong cái môi trường đặc biệt của nó thì nó vẫn đi theo cái duyên đó hay là cái nghiệp đó. Ví dụ như ở trong đất tự nhiên sinh ra một côn trùng, chúng ta gọi là thấp xanh, không cha này tự nhiên sinh ra, rồi nó có những cái cảm thọ, nó cũng được tìm kiếm sự sống của nó cũng đối chuyện với nó hết. Làm sao chúng ta có thể hình dung hết những mức độ đó? Vậy cho nên Đức Phật có nói rằng chúng sanh ở cõi trời và cõi người giống như là đất ở trên ngón tay của ta thôi. Còn những chúng sanh ở các cái mức độ khác nó nhiều như mấy địa cầu ấy, chúng ta làm sao hình dung được? Và chúng sanh chết ở đây, sinh ở kia, Phật không biết được. Thì đó là Phật không biết được trong một đơn vị thời gian, trong một sát na mà chúng sanh đã chết rồi nó sinh được kia, nó nhiều quá sức tới mức mà Phật trí không thể nào lường được là bao nhiêu. Phật nói Long Vương á chưa thoát khỏi ái dục mà còn nhìn cái đám mây biết được rơi xuống bao nhiêu hột nước, thì huống chi là thần lực của Long Giác Thiết Trí đã rời khỏi dục. Phật chứng minh như vậy. Nhưng mà chúng sinh đã chết chúng ta đã sinh được kia trong một bộ sát na nó nhiều tới mức mà ta không biết bao nhiêu. Thành ra những cái gì mà chúng ta hiểu thì như lá trên tay thôi. Còn cái gì mà Phật biết thì như lá trong rừng. Và cái quốc độ chúng ta, cái tầm nhìn chúng ta chỉ thấy trong quốc độ này thôi. Làm sao chúng ta thấy hết được là các cảnh giới như thế nào? Và khi mà thường chúng ta không thấy thì chúng ta không tìm. Thật là ai nói với những cái lý lẽ khác thì chúng ta dùng cái thức trí biện thông của mình để mình biện bác, mình không tin. Mình không tin thì tạm thời mình đỡ đó đi, để từ từ biết đâu lúc nào thì mình lại hiểu ra. Nhưng khổ lỗi không tin thì thường lại nói lời phỉ báng. Và một khi phỉ báng thì tự nhiên đẩy mình ra khỏi lĩnh vực đó, là vĩnh viễn không bao giờ mình hiểu được lĩnh vực đó nữa. Thành ra trong luật du già Bồ Tát giới nói rằng là khi mà chúng ta chưa biết những điều kỳ diệu huyền bí của Đức Phật thì chúng ta tạm ghi nhận như vậy, chứ chúng ta đừng có dội phỉ báng. Tại vì mình đã phỉ báng rồi thì không bao giờ mình hiểu được nó, còn mình tạm ghi nhận nơi đó, đừng có hành trì, đừng có làm theo. Nhưng rồi mình tiếp tục học tu tập, đến một lúc nào đó thì tâm chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, xa hơn, thì chúng ta sẽ ngộ ra được. Và trên đây cái mức độ nào cũng vậy, có những cái loài quý như là quý nhiệt này, còn nếu như mà nó dựa vào ai ấy, thì cơ thể của nó nóng dễ sợ. Các vị có gặp ai chưa thầy? Thầy có gặp một người bên máy xay xếp ấy, là thường thường ở cái nhiệt độ là khoảng 0 độ ấy, thì cô rất là dễ chịu, mà lên có mấy 8 độ thôi là người cũng nóng chịu luôn. Cái môi trường mà tuyết ấy, cô đang ngồi là cô thấy bình thường. Cái loài này cô này khoa học không biết là bệnh gì, mà ở trong nhà cô là lúc nào cô mở cái máy lạnh của mình là lạnh cấm như vậy đó thì cô mới chịu nổi. Đối với mình là lạnh cấm là đối với cô bình thường, và cái cô chỉ cần ra cái nhiệt độ bình thường nó che thôi là người con mặt này nó đỏ như máu. Cái loài mình là quý nhiệm, cái loài này là cô đàn ba đà, không có gì lạ. Cô này xưa hỏi thưa thầy sao cô bệnh lạ vậy, cô làm sao? Thì thầy nói cô hành trì chú lên nghiêm, nhưng mà cô không làm. Thành ra cô chẳng có được. Ô Đàm Ma Đà ít là Ô Đàm Ma Đà ít là trong chú lên nghiêm này là một vị hộ pháp. Và nếu như loài quý mà quý nhiệt hành hạ người ta như vậy thì chỉ cần hành trì chú lên nghiêm thì những bệnh đó tự nhiên nó sẽ giải nghiệp. Và nếu như có cái loài quý này mà nó dựa làm hại con người thì tự nhiên là nó không dám nữa, và người này sẽ bớt. Cho nên những người gặp mình thấy kỳ diệu. Khi gặp đó, mình thấy trời, có những cái điều mà Đức Phật nói lúc nhỏ mình không để ý. Rồi khi ra hành đạo gặp mình là người kia, trời nó ô thì ra nó như vậy. Mình mới thấy thì ra là như vậy. Chứ hồi đó nếu mình phỉ báng thì sao nói,
sao mình hiểu được. Nhưng mà bây giờ mình gặp trường hợp như vậy, mình chỉ người ta, thì người ta hối đó mình chỉ đó. Còn chuyện hành trì lực của họ, họ không hành trì thôi mình chịu không sao được. Cho nên nó có những người lạ kỳ vậy ha. Rồi, nhưng mà khi mà ví dụ như mình ai mà nói vậy mình đuổi nhóm lên đó, thì nhóm này không có thể là hành trì là ô đàn mà đã ít ra hai mà giúp được nha. Nói nhóm là nhóm là nhóm này là giống như là nhóm lửa, lửa này là lửa gì? Lửa gì? Lửa sân. Lửa sân á, mà cái lửa này nó từ đâu phát ra? Lửa này là từ tâm phát ra. Chúng ta coi phim Thầy Vô Ký á, chúng ta thấy anh Hồng Hà Nhi chút xíu không? Mà khi anh muốn phun lửa là sao? Đúng rồi, anh chỗ miệng ba cái là cái miệng nó tự nhiên nó chiếm vào, làm cái nó phun ra lửa. Đó, cái miệng mình cũng dạy, chỗ ba cái là bắt đầu là nó chửi. nó xong rồi đấy, sao từ trung tâm nó đi ra. Mà nó đi ra thì đừng có nói rằng là cái gì mà tưới nó hết nha. Cái người nóng lên mình đi ra tắm nó cũng không tách được lửa nóng đó. Phải vậy không? Thành ra là chúng ta xin là thánh tới là đốt cháy luôn tất cả những cái ý nghĩ can thiệp của tổ tiên đến bị đốt cháy hết. Cái câu chuyện rất là hay, nó rất là có bài học giáo dục rất cao. Và cuối cùng thì anh Hồng Hà Nhi này chỉ có nước tam bụi của Bồ Tát Quan Thế Âm thì rầy mới hộ, thì lúc bây giờ cái lứa tam bụi kia nó mới tách. Cho nên cái nước tam bụi này là phải từ trong tâm, nó từ quán tâm Bồ Tát, học cái hành lý nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, mình mới đoạn trừ được cái sự tức giận lửa nắm ở trong tâm của mình mới triệt được là cái lửa đó. Còn cho dù mình làm cách nào, mình đi làm mà lấy nước mà tưới đầu mình, hay là lâm dương coi như mưa xuống, lâm dương mà nó khạc ra nước hết hơi mà nó không tét. Tại vì nó bên ngoài mà cái kia nó từ trong tâm nó đi ra. Thì cuộc sống mình cũng vậy, chúng ta không thể nào mà làm sao mà thay đổi hoàn cảnh cho mình bớt tức giận được. Chỉ có khi là chúng ta học được hạnh của Quán Tâm Bồ Tát thì lúc bây giờ cái lửa sân bên trong nó mới tắt được. Đây là bài học của chúng ta nè, chúng ta chiêm nghiệm có những bài học nho nhỏ như vậy. Chân lý nó là như vậy, chân lý nó bàn bạc xung quanh của chúng ta chứ không phải nó ở đâu xa hết. Nhiều khi chúng ta không để ý, thành ra không chiêm nghiệm. Giờ mình chiêm nghiệm rồi, mình biết rồi thì thôi, khi mình đóng lên mình ngậm nước vô miệng thì mình không thể nói được, nói là nó chảy nước ra. Ngậm một miệng nước im chung đó. hay là sao, hay là mình quán tâm Bồ Tát thì tự nhiên là mình hết thì cái nắm vậy nó khởi lên dễ sợ lắm. Cái sức chịu đựng của mình tới đâu thì nó tới đó, chúng mình vượt quá nữa là bắt đầu nó kinh lên. Nhưng chúng ta đừng có sợ nó kinh ngay lúc đó chúng ta tu tập thì tâm mình sẽ mở ra. Có một số vị nói thưa thầy là Phật sự nhiều thái thầy kinh thế cũng đúng, thầy phải kinh như vậy đỡ tâm thành nó mở ra nữa. Còn nếu không ra nữa thì tâm thành nó sẽ tới đó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta có những cái khó khăn mà chúng ta chịu đựng được và chúng ta an lạc được ở trong đó thì tâm chúng ta đã trụ được rồi, đã mở ra được. Còn thấy mình cái phạm vi mình có chút xíu trong nhà của mình hay là ở trong một nhóm bạn thôi, ra khỏi một nhóm bạn đó là bây giờ chúng ta khó chịu, hoặc là ra khỏi thêm hai gia đình là chúng ta khó chịu rồi, ba bốn gia đình rộng ra nữa, ví dụ một ngôi chùa thì đủ cách hết, đủ người hết, xáo trộn phức tạp, mỗi người một kiểu. Như vậy thì chúng ta có chịu nổi hay không? Rồi ở trong một ngôi chùa làm được việc mà có giữ được chân lý hay không? Chứ dùng những cái thủ đoạn hạ sách để làm được cái việc Phật sự thì đó đâu phải là mình nữa, biết chắc rồi. Đó, rồi càng làm rộng rãi ra nữa mà tâm lý mình cũng luôn luôn là sáng ngời, đây là một điều khó. Nếu như không có giữ được, không có giữ được hoàn cảnh thì nên thu nhỏ hoàn cảnh lại, nhưng tâm lý là phải đáng giữ. Mình thà rằng không làm được việc nhưng mình giữ mình là con người tốt còn hơn là mình làm được việc mà biến mình thành con người xấu. Phải vậy không quý vị? Mình giữ trong lý đó là mình sống an ổn, không đánh mất mình. Ở đời không đánh mất mình là một điều khó, mà có thể làm thêm một chút việc lợi ích càng khó hơn. Thì ở đây chúng ta học trong lý để chúng ta giữ mình ở trong những hoàn cảnh khốc liệt, xáo trộn bao nhiêu việc như vậy,
mà chúng ta có thể vượt qua được, thì lúc bây giờ mới thấy bản lãnh của mình. Vậy thì thời thế nó tạo anh hùng, nhưng anh hùng cũng phải biết thay đổi thời thế. Mà thời thế, thời thế. Hả? Nó là như vậy, cho nên nó như vậy. Cái gì đó nó có một sự thách đố, nó có một cái sự trả giá mà chúng ta vượt qua được, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy giá trị. Còn nếu như nó quá dễ dãi, nó được dàn trải sẵn, ngồi của ăn thì ai mà chẳng ăn được. Ví dụ như chúng ta nghĩ một cái đài truyền hình đi, dùng cái công nghệ truyền thông để hành pháp, chúng ta dùng như thế nào? Chúng ta làm sao để nuôi dưỡng nó, và chúng ta dùng cái thời gian của nó thật có ý nghĩa để phục vụ cho chánh pháp Như Lai được diễn thuyết đủ cách đủ kiểu và đáp ứng cho nhiều cái tầng lớp khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đó có phải là đại pháp cũ hay không? Chắc chắn một trận mưa xuống như vậy ít nhiều sẽ có lợi lạc, mà chúng ta giữ làm sao để không đánh mất mình, và khi làm ở trong sự an ổn, nhẫn chịu vượt qua, chứ không có căng tới mức mà thành lửa cháy, căng tới mức mà điên đảo lên, thì như vậy thà rằng mình dừng lại không làm, để tâm mình nó an ổn thì hay hơn. À, nhưng nói sẽ không nghĩ rằng là chúng ta sợ nó phiền não thôi không làm, thì mình chỉ dừng ở đó thôi, đi thêm một chút nữa là mình sẽ bị phiền não đây. Nên những loài quỷ A Má Tất Ba Ra Thiết Ra này là quỷ đầu dê, quỷ đầu dê. Quỷ này hình thù màu xanh, nó thường làm cho tâm người điên đảo. Loài quỷ này các cái loài như là đồng tử thần dê thường hay theo kính trọng loài này như là chúa tể. Rồi quỷ này thường sống ở trong rừng sâu mà ở trên đỉnh núi, và có nhiều đồng tử thần dê thường hay kính trọng lễ bái. Quỷ này cũng giống như là thống lĩnh cả một vùng đó, nhưng vẫn là hộ pháp cho những người hành trì mật chú. Có một điều lạ lắm quý vị, là ví dụ như cơ thể của chú ăn một lần chẳng hạn như là 2 chén cơm, chú không thể nào ăn được nữa, đúng không? Hay là chú, nếu như mà chú uống rượu, chú uống mà chẳng hạn như rượu ở Việt Nam chẳng nghe đâu là có 3 cái chỗ rượu nổi tiếng, là một là Ngư Gò Công, Việt Nam nó rượu Gò Công ấy ngon lắm phải không? Đã. Rồi ở Bình Định thì rượu Bầu Đá. Thực ra cách nấu rượu thì giống nhau, nhưng mà do cái nguồn nước đá ông nấu nó lại ngon. Với lại cái rượu chỗ quê thầy là rượu Phú Thọ, ở chỗ đó cái thôn đó thì nghe nói cái nguồn nước cũng rất tốt, nấu ngon lắm. Mà thường thường thanh niên ở đó mà người ta uống rượu là khoảng 1 xị, 1/4 lít chứ, thì dạy đối rồi chia cái ly nhỏ nhỏ như ngón tay vậy, 12 ly, một xị là 12 ly như vậy, ai uống được 7-8 ly là bắt đầu là đối chút xíu thôi, ly như nước trà chút xíu vậy đó, gọi là ly hộp bích chứ, các bạn hộp bích vậy. Còn nếu như mà ai mà uống lên nửa ly là cao thủ, khó có người bằng lắm. Hả? Không có cháy đâu, nó cháy nhà không cháy gan đâu, rượu nóng quá cháy nhà đốt nhà không cháy gan. Thì cái ông này thì nhưng mà cái anh chàng thanh niên này á thì anh bình thường anh uống rượu là một xị là anh say. Nhưng mà khi anh đến ở anh có một buổi chiều nọ đi thăm ruộng, cái miếng ruộng cha bảo đi thăm, thì anh đến chỗ đó anh thấy có một cái cô gái rất xinh đẹp mà không có mặc quần áo. Thì tự nhiên là cái cô này anh thấy tội, cô ấy lạnh, thì em mới lại gặp anh nói chuyện, thì anh cô này mới khóc than, mới nói rằng là nhà nghèo khổ quá không có quần áo, mà nói đâu có gặp đây để làm sao mà có quần áo, thì bèn anh đến chợ ở gần chùa thầy mua một bộ đồ thật đấy, đem tới thì lúc bây giờ cũng không biết cô đó là ma đâu,
đi đến bình thường, bình thường cho cô thì cô nói là cô không có mặc được. Hỏi tại sao thì mới nói ra, thì đây là sinh ra cô là lúc còn chút xíu là xúc xáo á, rồi đều bỏ chỗ cái gốc tre đó, gối bỏ chỗ gốc tre đó, và cô đó cô lớn lên mấy chục năm, thành ra mới cớ lại thấy tội quá, thì cô nói rằng bây giờ anh đốt đi, rồi anh nói rằng cho tôi thì tôi sẽ mặc được, thì anh này thấy tội làm theo, thì đốt cho, thì lúc bây giờ là tự nhiên thấy cô mặc đồ cho người, bắt đầu cô này cũng đi theo anh này là bạn. À, thì hôm đó mấy Phật tử quên mà thì nhiều khi là cái chuyện rượu chè mấy anh cũng không giữ được trọn vẹn đâu, thì làm công việc xong rồi anh ngồi anh bàn với nhau uống uống, thì cái anh này anh uống một lần đấy là một lít không sao, bình thường không có cái gì không, mà anh uống là một lít không sao, thì mấy người ngạc nhiên, ôi tại sao uống nhiều vậy. À, thì ra là cái cô này uống nhiều, cô này uống nhiều hay cô này á, thì cô thấy uống gần say thì cô không muốn này say thì cô uống nhiều, là cô dựa vào cái thức đó bắt đầu cô uống nhiều. Nhưng mà thì thưa quý vị, trên cơ thể của con người, nếu như mà nói về khoa học á thì mình nghĩ rằng nó là đưa vào trong người một lượng gì vậy 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 thì nó sẽ như vậy, nhưng mà tại sao bây giờ cái cơ thể đó cũng còn chưa như vậy mà nó lại không như vậy, cái này khoa học làm sao tính nổi, không cách nào là hiểu được, chỉ có khi chúng ta học Phật chúng ta mới nhận được chỗ này, còn khoa học không cách nào là hiểu ra cái cấu trúc này hết á. Nhưng mà chị ở đây cũng vậy thôi quý vị, tức là có những cái loài quý như là loài quý như là đầu dơ này, quý thần gió này, quý nhiệt này, là nó có những cảnh biến hóa của nó như vậy chúng ta không thể nào hình dung được. Rồi bây giờ mời các vị đi vào câu chú số 262, xà giả yết ra ha. Xà giả yết ra ha tức là quý bấm. Loài này thì không có ai thấy được hình dáng của nó rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện, không ai thấy được hình dáng của nó rõ ràng. Nó thường làm cho con người ta mất đi trí tuệ. Những loài quỷ này cũng thường thích ân ái với con người, thường thích ân ái với con người. Có một số người nằm trên bao thấy mình ân ái, nhưng mà không thấy mặt cái người mình ân ái, chỉ thấy cái thoáng này thôi. Và nhất là trong giấc ngủ mơ màng thì thấy cảnh này. Đây là cảnh giới của gì? Của quỷ bấm. Nó thấy tâm của người này vận khởi nhiều dục tình, và nó nương vào cái tâm đó để nó hưởng thụ theo cái nghiệp của nó. Cho nên chúng ta ngủ mà nhiếp niệm ở trong ánh sáng, ở trong hồng danh của Phật, ở trong bậc chú, chúng ta hành trì nghiêm mật chúng ta ngủ, thì chắc chắn những loài này không thể nào đến gần mình được. Còn nếu như mà mình có hành trì thường xuyên bậc chú thủ lăng nghiêm này thì chắc chắn loài này nếu như có thì chỉ là đi theo hộ pháp cho mình, không bao giờ dám đụng tới mình. Đây là cái lời quý bóng này nè. Có người gọi là bóng trì đó, loài này nhé, loài này chứ không phải là cái bần trà là bóng đâu, đây là quý là nó này, nó như một cái bóng nó đè xuống và nó rung, cái dù rung vậy đó, là tự nhiên mình thấy giống tay chân mình cứng hết hình này. Nhưng tâm chúng ta vững và chúng ta chỉ cần niệm được một câu Phật thôi, là một câu quát của Bồ Tát thôi, là nó đã biến liền. Tại tâm chúng ta ở trong chánh ấy, nó không thể nào làm hại được. Câu chú số 263, hơ rị bà đế yết ra ha. Hơ rị bà đế yết ra ha. Loài quỷ này thì rất dối về âm nhạc. Hồi nhỏ thầy có theo ông nội của thầy ở tại trong vùng quê thầy, bây giờ không biết nó còn hay không, nhưng mà trong vùng quê rồi đi ra thị trấn thì nó có một cái vườn nó giống như là một cái ổ đất mà xung quanh đó là người ta khai hoang, người ta cào làm ruộng hết rồi, nhưng mà chỗ cái ổ đất đó người ta không có dám cào, thành ra so với cái
so với ruộng á thì nó cao hơn ruộng độ chừng khoảng tới lưng quần mình vậy đó. Đó thì cái nó là một cái mảnh vườn, một mảnh vườn nhỏ nhỏ chắc bằng cái chân điện này, có hàng rào xung quanh cho nó trồng cây, người ta cũng trồng đậu phụng, trồng này trồng kia, nhưng thường là người ta làm ban ngày thôi, còn tối là không có ai dám vô cũng vườn đó. Thì hôm đó thầy với ông nội của thầy đi công việc chút xíu, ông nội thầy dắt thầy đi theo. Thì đi trên cái bờ ruộng á, cái bờ ruộng cho nó bự, đốt cái đèn đang xong hồi xưa đấy, đèn xong hồi xưa đấy, sắp đi dần này. Thì nhìn vô cái vườn đó là đèn đốt sáng hết, mà nhảy nhót cười nói hát rất hay. Cái thầy mới nói ông nội, sao chỗ kia bình thường không có người mà sao ai tới đó hát nhiều vậy? Con nghe nói chỗ đó là có ma nhiều lắm, mà sao ai bây giờ dám vô đây hát hay vậy? Thì ông nội thầy cũng đứng im xem, thì ông đứng lén tai nghe. Đáng tiếc, thầy nói đáng tiếc là bây giờ thầy không nhớ được cái lời đó. Hồi nhỏ thầy nghe nhớ nó hát hay lắm, những lời lẽ nó hay lắm chứ không phải cái nhạc bình thường đâu, mà cái tiếng âm thanh nhạc điệu nó làm rất là thích thú. Thì ông nội thầy cũng nói lạ, thôi vô thử xem. Thì mới có vừa bước đẹp trăm lần cái miếng đất, có thể tự nhiên tách đèn tách hết, một thứ tách hết, không có một người nào hết. Nói ồ thì ra ông nội ồ ma đó con, thôi mình đi. Để xách đèn ra lại, miếng ra lại đó. Họ đã không hiểu, thầy không hiểu là ma là cái loại gì lạ vậy, sao lại tự nhiên hát họ, không muốn hát họ. Thì sau này mình học biết rằng là cái loại là hơi rị bà đế. Hơi rị bà đế là loại quý âm thanh, nghĩa là loại quý âm thanh. Cái loại này thì nó rất giỏi vào âm nhạc, bát âm, những cái loại khí cụ như là gỗ, như là đá, như là kim, như cái đàn kim, gỗ, đá ấy, nó làm đủ thứ âm thanh mà chúng ta nghe rất là thích. Loại này thì cái loài mà lớn ấy, loài lớn hình thù của nó là ngựa hình người và đầu sư tử. Còn mấy cái loài nhỏ thì nó cũng là thân người mà đầu chó, hình thù như là hình con chó. Nên là mình thấy một hình người mà nhảy nhót hát hò là đầu sư tử ấy, thì mình thấy bình thường, loài này không có gì lạ. Trong này cái đi đâu thấy cũng biết rằng đang là loài quý bác tâm hơn thì bà đế. Còn mong làm sao mà tối nay chúng ta hành trì một chút lên nghiêm, có mấy con này nó tới nó đàn cho mình nghe. Thì chỉ là sức hai đứa thôi, một đứa đầu sư tử, một đứa đầu chó, thì thôi mình khối trì luôn phải không? Từ từ vậy thì là họ chúng ta không hiểu như vậy, không phải là lúc nào đọc chú họ đến đâu. Họ chỉ phát nguyện là hộ trì người hành trì một chú thôi. Thành ra nếu như ở trong loài này mà có những loài quỷ này có ý hãm hại chúng ta thì họ là cái người hộ pháp, họ là cái người sẽ ngăn chặn điều đó để giúp cho chúng ta được tu tập ở trong không khí bình an. Nghe nữa không? Ngán chưa? Chúng ta ngán rồi, hành ngán. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu chú thứ 264. Xả đa ha rị nẫm. Chữ xả đa là một chữ, còn ha rị nẫm là một chữ. Chữ ha rị á nghĩa là quyến thuộc, còn chữ nẫm đây á, nẫm có khi là dùng là chữ nam hay là nữ. Thì cái chữ này là ha rị nẫm, tức là gì? Là nam nữ quyến thuộc. Giờ thì cái chữ yết ra ha là cái chữ quyến thuộc, chỉ chung chung. Còn ha thì nấm là nam nữ quyến thuộc thì nó cũng giải thoát. Có lẽ là do cái cách dùng chữ khác nhưng nghĩa thì tương đồng. Chúng ta chỉ tìm hiểu là xả đa tức là quý ân tinh khí. Loài quý này chuyên môn tinh khí con người. Nhiều sớm thầy nói đó, là nó khi mình ngủ hay là khi tâm tư mình mà nhiều nghiệp chướng thì loài này nó kéo đến thì nó hút cái nguyên khí của mình và làm cho thân thể mình mệt mỏi,
ăn vô một chút cơm gạo để giữ gìn cho thân bản khỏe mạnh để sinh hoạt cho ngày mai, nhưng mà nó lại hút mất cái nguyên khí đó, cho nên người này thường ở trong sự mệt mỏi. Nhưng khi hành trì một chút thì loài này phát tâm quy y Tam Bảo. Chúng ta biết rằng loài này trước khi mà quy y Tam Bảo thì loài này được gọi là quý oán tạc. Quý oán tạc. Sao gọi là quý oán tạc hả? Cái loài này là chuyên là đến đâu thì chỉ có làm dẹp, làm hại, gây khổ oán cho người khác, cho chúng sanh. Nhưng mà khi quy y theo Phật thì loài này sẽ biến thành hộ pháp. Vậy cho nên người nào hành trì mật chú lên nghiêm thì loài này trở thành hộ pháp cho người đó. Chúng ta chữa tà chữa ma mà đặt mật chú lên, thực ra ma tà nó chẳng sợ mình đâu, mà nó sợ những vị hộ pháp này. Tại vì mình câu triệu họ đến mà, thì có tà ma nào mà dám mà đụng tới loài này được. Câu chú tiếp theo: Yết bà ha rị nẫm. Yết bà ha rị nẫm thì rị nẫm chúng ta biết rồi phải không? Ha rị nẫm biết rồi phải không? Nên còn chữ yết bà, chữ yết bà nghĩa là gì? Là quý ăn thai tạng, có tên là mật khổ. Ví dụ như những thai nhi súc sáo mà đem bó thì bị loài quý này ăn thịt. Nó rất thích ăn cái loại thịt thịt của thai nhi súc sáo. Thành ai ví dụ như thấy người ta bỏ một cái thai nhi mà nghe đâu thai nhi đó là một cái chuyện tình oan uổng sau đó rồi mới sinh ra được, thì loài này thường rất là chấp trước, rất chấp trước. Mà có người họ thoát tội, họ đem họ đến là đem đi chôn, họ làm việc tốt họ đem đi chôn, đem đi chôn rồi cứ họ thấy thương quá, thành ra có thể là vô tình thôi. Loài người ngày xưa có thể cũng như vậy, họ thấy thương quá rồi họ ngồi nói chuyện, thắp cái nhang nói chuyện, rồi nói chuyện xong này tự nhiên lâu ngày nó thành ra cái tâm nó cơ cảm gặp nhau, rồi nói chuyện đủ 100 ngày thì cái loài này á đi theo cái người đó và nhận người đó làm cha, nhận người đó làm cha, làm mẹ, và tất cả sẽ đi làm theo ý của người cha mẹ này. Cho nên người ta xem nó là thiên linh cá. Cái gốc của nó là như vậy. Nhưng mà cái người cha này chết rồi sống ngoài nữa thì thiên linh cá này nó chưa chết thì làm sao? Thì lại truyền cho một người khác. Rồi sai thiên linh cá này từ đây về sau con sẽ theo người này. Thì lại có những thiên linh cá sống cả ngàn năm và cái người mà nuôi nó thì chỉ có mấy chục tuổi thôi. Rồi cái còn sai nó đi làm cái này kia nó cũng đi. Sai nó đi nghe thứ chỗ kia làm sao, chỗ đó mấy người tự nhiên ví dụ như cái ai vô ha, cô vô cô muốn hối này kia, thầy nói hối càng hối, cô ý cũng nói gì thầy biết rồi, nhà cô hước trong thầy biết rồi, và các mấy người anh chị em trong nhà thầy biết rồi, cô nghe sợ sợ liền, những ông này vừa cũng thần thông quá đại, thấy không? Nhưng mà cái loại này là gì, là thiên linh cái, tức là nó biết nó có thần thông, nên thường thường thần thông của nó biết được 6 tháng sau này, nó biết tương lai 6 tháng nó biết đâu, biết nữa nó không biết. Dạ, dạ cô. Không có nhập cái linh thức của thai nhi đó, tức là cái linh thức này như là do bỏ nó ăn uống thành ra nó uất ức. Bây giờ có người nào mà nhận nó làm con thì nó theo người đó thôi, và nó biết cái gì thì ví dụ ban đầu là nó đền ơn, nhưng mà khổ nỗi là khi mà qua đời sau á thì nó biết cái mang ơn người sau, thành ra là có khi nó không nghe lời, hay là cái người sau đó mà tham lam muốn dựa vào cái năng lực của nó để làm những cái việc phi pháp cho mình thì sai nó đi làm đủ chuyện hết, rồi nó cũng làm, mà khi lạm dụng nó tức lên hay là đặc biệt là cái người này phước họ hết rồi á thì bắt đầu nó trở thành phản nghịch. Cũng giống như mình có đứa con mà mình sai nó làm khổ sai suốt ngày đêm vậy thì nó tức lên lúc nó bóc cỡ cha mẹ luôn, cũng như vậy đó.
Thì cái loại này là do ban đầu nó chỉ là thai di xuất thảo, không có gì hết. Có một số người họ luyện sinh linh cái bằng cách đó, tức là họ họ xem chỗ nào bó thai di xuất thảo, họ đem họ chôn, rồi họ tối họ đến chỗ mộ 12 giờ đêm ngồi nói chuyện, rồi cái là họ đem cái nhang đó họ vừa họ thiết lập một cái bàn thờ ở nhà cắm lên, rồi đêm sau họ cứ ra đó ngồi nói chuyện nữa, rồi họ bỏ lên cắm lên, cái mình đúng 100 lần thì nó sẽ đi theo cái nhang, và nó vừa nó nhận lên cha đi theo đó, và giờ nó nhận trở lại nhà của nó, rồi cho nó ăn uống này kia, thì lúc bây giờ là nó sẽ xem nó hộ. Và thường thường chúng ta biết đây chính là cái tâm tà, cái tâm tà, chứ còn cái tâm giải thoát là cái tâm khuyên báo, cái tâm giải thoát của sự chấp trước, của phiền não, cho nên nó không phải là chánh pháp. Nhưng mà vẫn có những chúng sanh sống ở trong quốc độ đó. Còn ở đây á, chữ yết bà ha địa đẳng này đấy, là cái loại này là chuyên ăn thịt mấy đứa đó, ăn thịt mấy đứa đó, cho nên nó hay khiến cho người ta, người mẹ mang thai bị sởi thai. Để chi? Để chú nhỏ này sáng thai là nó ăn. Cái lời quý này nó dễ sợ như vậy đó. Thành ra có người nuôi nó là nó thích đấy. Chứ còn yết bà hai này là cái loại là ăn thịt thai nhi, chứ không phải nó là thai nhi ha. Nó là ăn thịt thai nhi. Nó là khắc tinh của thiên đường cái á. Thành ra khi nào mà người hành trì chú lên nghiêm, thì những loại thiên linh cái không thể nào làm hại. Tại sao? Bởi vì biết bà Ha này đã phát tâm quy y Phật và không ăn thịt thai nhi nữa, nhưng mà những cái loại thiên linh cái gặp loại này là phải sợ. Chúng ta hiểu cái lý đó chưa? Như vậy thì những ai mà bị thiên linh cái làm hại, hay là sợ bị thiên linh cái, hay là sợ người ta sai quý thần tới hại mình, thì mình chỉ ngồi im hành trì chú lên kim là chăm chích. Như lòng trước thầy có nhớ cửa các vị nghe câu chuyện là của một cái ông này, nó có thật nhá, mà tự nhiên nó quên cái ông này rồi. Cái ông này ở miền Tây, ông vừa trụ trì một cái chùa, thì ông xuất gia trung niên, không học Phật pháp nhiều, chỉ có làm việc phước thôi, ra trụ trì một ngôi chùa, sống làng người ta thương ông, bởi vì thấy ông sống chân thật. Nhưng ở trong đó thì có một anh chàng thầy cúng, anh chàng này á là cúng cách này kiếm kia, và người ta cũng không ưa vì nói chuyện nhiều và hay làm kiếm cách người ta khó chịu. Thì lúc bây giờ người ta thôi tin Phật, thành ra người ta trở lại là cúng kính cầu an cầu siêu thì nhờ ông thầy. Ông thầy thì ông cũng phi thôi chứ không có tiền bạc gì, nhưng mà cái anh chàng thanh niên kia thì bị mất đám cúng, cho nên sinh tâm oán ghét ấy, thì ông mới thư cho ông này á, thư cho ông thầy này á cho bệnh. Và khi thư thì bỏ gì trong thức ăn không biết, và cái bụng ông càng ngày càng lớn lên, đau đớn vô cùng. Thì ông biết rằng mình chết rồi, thôi thì ráng hành trì chú Đại Bi để cho chết thì có được chút phước vợ đức Phật. Thì ông ta nghĩ như vậy và ông ra trì chú Đại Bi suốt ngày suốt đêm. Ông ra trì được có 3 tháng, thì lúc bây giờ bao nhiêu cái ác tâm, bao nhiêu cái hậu quả mà muốn ông này phải chịu, thì cái đó nghiệp đó nó đổ ngược lại với cái người bỏ bùa kia. Bắt đầu anh chàng này biết rồi, anh biết là cái nghiệp này nó trở về mình rồi, đánh người ta không được mà cái đoàn nó phá nghịch lại, thành anh mới chạy qua Campuchia. Anh hỏi cái ông thầy bố miên dạy anh đó, là anh thưa thầy, con có cái ác tâm xấu ý, con hại cái người đó, cái ông đó, nhưng mà bây giờ ông cứ ông tụng câu chú gì cũng biết mà cứ mỗi khi ông tụng là con đau đớn quằn quại chịu không nổi, bây giờ làm sao, nhờ thầy cứu giùm con. Thì cái ông thầy đó mới nói rằng là không có cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất là con hãy về con sám hối với ông thầy đó, tự con rút ra cái mùa hết của con, và con phải sám hối với ông thầy đó. Ông thầy đó đừng có trì nữa, nếu như ông trì nữa thì con phải chết, tại vì cái hại đó là do con. Thì lúc bây giờ anh này sợ quá, là từ ngoài cổng chùa quỳ dưới đất rồi đi về đầu mối vô lại ông thầy, muốn trình bày sự thật ngày đó con lỡ làm hại thầy như vậy, xin thầy đừng có trì chú nữa, nó không con sẽ chết. Thì ông thầy ngồi đó, ông thầy già không hiểu đạo lý nhiều, ông nhìn thấy, ông nghe nói thế, ông sợ tới xanh mặt luôn.
và bắt đầu là ông sợ quá cho nên ông Trì càng bị dữ hơn nữa. Ngay tiếng ông Trì ghét lên cái mấy tháng sau thì chết liền. Chuyện đó chuyện nó rất có sập vậy đó. Cho nên là mình hại người ta, cũng hại cái ông nhắc ra. Ai ngờ nó sợ quá, không có làm ghét lên, thế là ông là chết liền. Chuyện nó vừa có mà, hoặc cái ông thầy mà chia sẻ mặt tâm thầy những cái chuyện đó, chuyện có thật đấy. Là kéo thầy nghe, mình mới hiểu được cái diệu dụng của mật chú vừa cúng. Thì nó bảo hộ đó, bảo hộ ông này. Thì càng ông này càng phát huy lên thì cái người kia hại mình là họ sẽ càng tự chuốc lấy tai họa. Thầy nghĩ cái nghiệp này cũng là cái duyên dụng đời thôi, chứ ông không có dụng ý. Ông không có dụng ý để giết người ta. Tại vì trong này ông có dụng khởi tâm, vì cho nên nghiệp nó hình thành là từ sự tác ý. Mà không có tác ý, ông này không tác ý. Ông này chỉ có muốn cho mình bớt khổ, mình giải thoát thôi. Ông toàn không có gì cả, ông đi trên con đường tránh. Còn cái kết quả kia là tự nó đổ ngược lại. Đó là do nhân người ta gây ra cái nhân thì người ta gạt quả thôi. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp chút nữa ha. Câu số 266. Lô địa ra ha địa nấm. Lô địa ra tức là quỷ uống nấu. Quỷ này thì rất là thích ăn nấu, ăn nấu. Cho nên nó thích nhất là cái màu đỏ, ăn nấu, thích màu đỏ. Cái cách ăn nấu nó cũng lạ nha. Hồi thì thầy cũng cũng có thấy anh này làm. Anh ăn không phải anh ăn bỏ vào miệng mình á, là giúp ăn múc ăn uống ở đâu. Là mà anh ăn là cái ống hút chút xíu rồi. Chút xíu rồi anh bỏ vào anh hút giống như là hút mật ong vậy đó. À anh chấm cái ống hút để nó hút cho một chút cái lại lê lên liêm 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 để nó hút lê lên liêm 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 cách ăn anh vậy đó. Hồi xưa thì cứ nghĩ rằng là một lần mình áo giác, nhưng mà khi mà tiếp xúc cảnh giới này thấy bộ cái này là cách ăn anh như vậy, anh này giống như là người ta nếm mật ong vậy đó. Anh này là cái hình thù ảnh là cái da màu đỏ, cho nên anh thích ăn á, anh thích ăn máu người. Khi hành trì một chú lăng nghiêm thì chúng ta cũng biết lôi này là lôi hộ pháp. Tất cả những người mà muốn đau bệnh, nhất là bệnh tim muốn cho nhanh khỏe mạnh thì cầu nguyện anh này để giúp đỡ thì anh này cũng giúp được. Hoặc là những người đi thuyền biển mà muốn cho anh này giúp đỡ thì anh này cũng giúp được. Anh có hai năng lực đó, tức là những người bị bệnh tim. Tại vì sao? Bây giờ thích máu, máu ở trên tim nó nhiều. Cái nghiệp của anh á là cái sở trường của anh, mà khi anh phát tâm làm hộ pháp thì khi bệnh tim hành trì một chú lăng nghiêm và hay là đọc liên câu chú này để cầu nguyện sự gia trì thì anh cũng trở thành hộ pháp che chở cho người đó. Rất là kỳ diệu quý vị. Câu tiếp theo nữa đó là câu số 267. Mang ta ha đi nấm. Mang ta tức là quý uống dầu. Quý uống dầu, nó thích uống dầu lắm, nhất là dầu ăn. Nấu ăn mà dầu nhiều quá thì không biết có phải bà con họ nói không. Thế là nó uống dầu, nó thích dầu. Và thân của nó rất to lớn mà màu trắng. Thân to lớn mà màu trắng mà thích uống dầu. Thường thường họ cũng dẫn cả quyến thuộc của họ đi chỗ này chỗ kia để xem là chúng sanh làm thiện làm ác. Nhưng loài này thì họ chuyên làm cái việc là xứ cái điều thiện ác một cách phân định. Cho nên ai làm thiện ai làm ác thì lâu đời phân biệt rõ, nhận thức rõ và đưa ra xứ thì rất là phân định. Đây là quý mang ta. Quý mang ta là quý uống dầu. Còn quý tiếp theo là gì? Là quý ma mê đà ha đệ nấm. Ha đệ nấm là quyến thuộc. Mê đà tức là quyến thuộc của quý gì? Quý mơ đà tức là quý ăn sáng. Quý ăn sáng tức là gì? Tức cũng là một loại quý ăn cái gì? Ăn máu tanh. Loại quý này cũng ăn thai nhi, cũng ăn máu tanh. Tất cả
những cảnh giới con người vừa tai nạn chết hoặc là mới sinh ra thì lừa quỷ này thường thường hay chế ngự. Và chúng ta hành trì một chú lên nghiêm ở trong gia đình, cầu nguyện cho những người mới chết, những người mới ra đời được bình an hạnh phúc, thì những lời này là hộ pháp bảo hộ cho gia đình đó. Câu chú số 1269, ma xà ha rị nẫm. Ma xà tức là quý an mạng. Lời này thì thích ăn người lớn. Người lớn tức là thấy mạng sống của chúng sanh chỗ nào nó cũng muốn ăn thịt hết á. Nó còn tạo ra gió nữa. Tạo ra gió. Lời này thì lạ kỳ. Tức là thân tướng thì to lớn, hình dáng thì không rõ ràng, nhưng mà khi sức gió mạnh lên thì nó cũng vươn ra được cánh tay, và nó có thể xô ngã nhà cửa, xô ngã cây cối. Những lời này rất là kỳ, nhưng nếu bình thường thì nó chẳng làm được gì hết. Nhưng mà khi trời đất có cái hiện tượng như là thay đổi khí quyển, thay đổi nhiệt độ, thì bắt đầu các cái khí quyển nó lưu động ấy, thì lời quỷ này nó nương vào cái sức gió đó để nó tạo nghiệp. Rồi này là lời quỷ an mạng tạo ra cho người ta chết rồi nó an thôi. Thì rồi này á, khi chúng ta thọ trì Phật pháp, nhất là hành trì chú lên nghiêm, thì lời này trở thành hộ pháp. Một lỗi nữa là câu số 270, xà đa hà địa nẫm. Xà đa tức là quý ăn chất béo bẩn. Cái chất béo mà dơ bẩn ấy, thì lời quý này nó thích ăn. Nó còn có một tên khác là quý đạo hoặc là cứu hộ. Lời quý này cũng lạ là khi nó ăn, ví dụ như giờ nó ăn một cái, nó thích ăn lạnh, ăn thì nó thích lạnh, nhưng mà khi nó ăn lạnh vô trong người thì người nó sẽ cảm giác lạnh gấp hai, cho nên khi ăn nó sẽ trườn xuống chút cho chúng ta. Chẳng hạn chúng ta ăn nóng thì chúng ta thấy nếm cái nóng như vậy là vừa, phải không? Vừa chúng ta ăn vô thì chúng ta cũng thấy nó bình thường cái sức nóng nào đó, nhưng mà cái điều của nó là sao biết, là khi nó ăn nóng thì khi mà nó nuốt vô thì cái sức nóng nó tăng gấp hai. Rồi nó ăn lạnh cũng vậy, ăn lạnh vô thì lạnh gấp hai. Cái loại này cũng lạ kỳ, mình không biết loại này thầy chưa gặp, chỉ nghe trong kinh nói thôi, hay cái gặp cửa thầy nghe mấy. Loại này là quý ăn chắc tế bẩm, khi ăn vô nuốt vào trong người nó thì cái nghiệp của nó làm sao biết, mà cứ ăn cái gì cũng vậy, nóng thì nó gấp hai, mà lạnh thì lại gấp hai. Cho nên khi nó ăn thì nó thường nó trừ một chút, nó trừ nữa thì không thì nó bị nóng thì chỉ bị giọt, mà lạnh thì bị cấp. Cái khổ này á, nó thường chịu được. Cũng giống như bây giờ chúng ta sống với một người mà chúng ta nói rằng là thôi bây giờ hai người nói chuyện với nhau mà mình không có làm thủng nữa mà làm nghịch. Chẳng hạn như ta nói cô đồng hiếu đi mở đèn giùm thầy thì cô đi tắt đèn, như vậy đó. Cái là làm ngược lại như vậy đó thì sao chúng ta sống? Chúng ta sẽ không ước lượng được là chuyện gì xảy ra, trật tự mọi thứ sẽ không biết xảy ra chuyện gì đấy, không khéo là nó sẽ đảo đi. Nhưng lời này cũng vậy, cái nghiệp nó làm sao biết mà nó cứ làm sao hai. Thành ra là khi ăn nắng vô thì nắng gấp hai, ăn lạnh vô đã gấp hai. Hả? Biết cái người này biết hay là quý nó nhập cho người này, hay là cái nghiệp của họ mang từ đời trước sang đời này mình không biết. Có khi là có nhiều người trước á mang cái nghiệp đó, rồi đến đời này nó nở hoa ra, nó chi phối thì người ta cũng xem như khoa học, nó xem ra là một loại bệnh á, là cái gen đột biến sao trong người như vậy đó, và khi ăn vô tự nhiên họ có cảm giác như vậy, nếu mà nóng hơn hay là lạnh hơn. Trường hợp này chúng ta không biết thì chúng ta nói nó kỳ lạ, nhưng mà chúng ta đấy như cô nói chuyện đó thì rõ ràng là nó có. Chứ trong kinh điển không phải là cái chuyện mà Đức Phật gây chuyện ra nói mà chúng ta xem như là thằng thổi đâu, chính là chúng ta chưa biết đó. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây ha, bây giờ Phật và đại chúng hồi hướng.